sao vàng là cái nơi mà tôi đang sống. Con người có thể nhỏ bé nhưng thiên nhiên hùng vĩ thì không. Cảnh sắc thì muôn trùng, biển núi đẹp bao la, xung quanh tình thương mến. Giờ phải làm sao ta đi? Đi để ta biết thêm và học hỏi thêm điều mới về phong tục văn hóa ẩm thực của người nơi Việt Nam ta đi là nghĩa. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam đi lạc nghiền. Và ngày hôm nay thì chương trình sẽ mời quý vị khán giả cùng khám phá bên trong không gian căn bếp Nhật của đầu bếp rất là nổi tiếng, đó chính là Hoshi-pan. Và bây giờ thì Như Bình xin mời quý vị khán giả hãy cùng khám phá bên trong căn bếp ấy để xem có những gì thú vị mà có tận gần 6 triệu followers nha. Bây giờ cùng đi thôi. Em nghĩ đây là một miếng cá rất là tươi, thịt á nó cũng chắc nữa. Bụng cá hồi này quá là xuất sắc mọi người. Cái mang này thôi đã to bằng nguyên một con cá của ngoài chợ. Món ăn Nhật Bản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Và thật trọn vẹn khi ẩm thực Nhật Bản ngày càng được mở rộng tại Việt Nam. Khác với những đất nước khác, ẩm thực Nhật Bản ít khi sử dụng gia vị để giữ được mùi vị cho món ăn. Nhìn vào món ăn của Nhật có thể nghĩ rằng cách chế biến rất là đơn giản, nhưng mà ẩn đằng sau đó là sự lựa chọn tỉ mỉ của nguyên liệu và kỹ thuật dùng dao vô cùng điêu luyện thì mới có thể tạo ra được những món ăn tuyệt hảo đến như vậy. Hãy cùng với Như Bình khám phá một điểm đến thú vị và gặp gỡ một đầu bếp với niềm đam mê ẩm thực Nhật Bản nhé quý vị. Em chào anh. Từ đó đầu tiên John C xin phép gửi lời chào với tất cả khán giả của chương trình Việt Nam đi là ghiền. Em đã đợi rất lâu để đến ngày hôm nay để có thể được gặp anh. Wow, cảm ơn em rất là nhiều. Xong rồi em cũng có thấy một cái clip là anh sẽ cá ngừ phải không anh? Đúng rồi. Clip đó phải là 118,9 triệu view. Trời ơi. Vậy nên là ngày hôm nay em chỉ có mong muốn một điều duy nhất, đó là em được thấy anh sẽ cá nè, làm sashimi và được thưởng thức tại đây. Hôm nay em xin Như Bình thích ăn món gì trong menu thì họ sẽ làm cho Như Bình thưởng thức liền luôn nha. Yeah. Ok. Hoshi-pan, đầu bếp Nhật nổi tiếng với các clip nấu ăn triệu view, với cách chế biến món ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng tài tình. Qua bàn tay điêu luyện, dù món ăn quen thuộc cũng sẽ đạt chuẩn 5 sao dễ dàng. Hoshi-pan còn thường xuyên chia sẻ các công thức, các mẹo nấu ăn cực kỳ đơn giản và dễ thực hiện, giúp các chị em nội trợ nấu nướng đơn giản và dễ dàng, khiến cho việc vào bếp ngày càng trở nên thú vị hơn. Như mình hãy đưa tay ra, xin sẽ đặt cá lên đây. Dạ vâng ạ. Đó, từ wasabi nước tương nữa nha. Wasabi được không? Wasabi được đúng không? Dạ. Ok. Nước tương. Quý vị khán giả yên tâm là Như Bình đã rửa tay rất sạch sẽ. Wow. Đó. Giờ mình thưởng thức thôi. Em xin phép thưởng thức. Miếng cá rất là tươi, thịt á, nó cũng chắc nữa. Đúng rồi. Không có bị bở. Đúng rồi, đúng rồi. Nước tương thì không mặn mà nó vừa bãi, chính xác. Nhưng mà tại sao lại có cái cách là thưởng thức trên tay như vậy ạ? Lý do của Hoshi á, đó là khi mà mình đang làm đồ ăn ở trong bếp này thì cái tay của mình sẽ chạm vào thịt cá, chạm vào đồ ăn cho khách rất là nhiều lần. Khi mà thưởng thức trực tiếp với miệng á thì mình sẽ cho lên đây chứ không phải là cầm cái tay và đưa vào miệng. Và đó cũng làm nên một cái điều rất là đặc trưng của Hoshi Fan đúng không anh? Em thích nhất là phần cá trích ép trứng, siêu ngon luôn. Ở đây là mấy món đó là có hết. Mời cả nhà. Không biết là quý vị khán giả có nghe được cái tiếng sọt 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 của phần trứng ép hay không? Rất là thích ăn bụng cá hồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì sẽ cắt bụng cá hồi cho Như Bình thưởng thức luôn. Cá hồi thì nó sẽ có nhiều loại nè. Ví dụ như là cá hồi Úc nè, cá hồi Canada, cá hồi Sapa, cá hồi Na Uy. Nó bóng luôn hành ha. Bóng luôn. Cá hồi đây rất là mới và ngon. Phần này em rất rất là thích luôn, rất là đam mê. Phần này thì béo lắm. Cứ cảm nhận từ từ, không có gì phải vội. Bụng cá hồi này quá là xuất sắc mọi người. Bây giờ thì Hoshi sẽ nướng cá. Món Nhật thì những món nướng khá là đơn giản, mình chỉ việc là ướp muối thôi. Hải sản của nó đã rất là tươi ngon rồi. Lửa ở trên á, nướng xuống chứ không phải là ở dưới. Wow. Thì như vậy thì đầu bếp khi nướng á, người ta sẽ canh được miếng cá của mình sẽ không bị cháy. Chưa gì mà cầm đũa sẵn rồi. Đây, có một cái loại nước cấm đặc biệt. Nước sốt đặc biệt của đầu bếp Hoshi-pan.
Ớt nè, canh. Trong này là có tới mười mấy gần 20 loại gia vị. Wow. Mình chỉ có đó một vài cái thôi đúng không? Đúng rồi anh. Cái nước chấm thì mình không có nên chấm nhiều quá nha. Mình chỉ chấm vừa vừa thôi. Vì chấm nhiều quá thì nó sẽ át đi cái vị của cá đúng không anh? Đúng rồi. Mười điểm hả? Mười điểm. Bây giờ mình sẽ cùng nhau ra bàn luôn nha. Em cảm ơn. Yeah. 10 điểm, quá ngon. Em thấy là em cho được 9 điểm rưỡi trên 10 á anh. Giờ là 9 điểm rưỡi, bây giờ nó sẽ tặng như mình thêm một cái món gọi là mang cá ngừ rất là to. Nướng muối ớt. Cho nên là xin thêm nửa điểm nữa cho 10 điểm luôn. Nhưng mà cái này là chỉ mới là cái mang cá thôi đó hả? Đúng rồi, cái này mới là cái phần mang thôi. Cái đầu của nó sẽ là như vậy. Cái mang này thôi đã to bằng nguyên một con cá ngoài chợ. Đúng rồi, là to bằng con cá ngoài chợ đó. Thơm quá. Anh nướng kiểu gì mà nó không có bị bỏ vậy anh? Con cá ngừ nó rất là to, cho nên cái sớ thịt của nó rất là to. Nói về cái độ dai thì tất nhiên là những con cá to nó sẽ rất là ngon. Em muốn hỏi thêm anh một chút là cơ duyên nào mà anh lại lựa chọn con đường trở thành đầu bếp? Đam mê nấu nướng thì cái năm mà Hoshi học 3 lớp 4 á, dạ, là đã bắt đầu phụ mẹ nấu ăn rồi. Có những ngày mà mẹ đi chợ thì Hoshi nhìn là ví dụ như thấy rau gì, cá gì là biết ý mẹ là muốn nấu món gì. Thì hồi nhỏ thì mọi người thường sẽ xem hoạt hình, nhưng mà Hoshi thì thường sẽ lên những cái chương trình đó, HTV7 mình luôn nè. Đó, để mà xem những chương trình nấu nướng đầu bếp. Nôn nao trong lòng ước một ngày đó mình sẽ được đội cái mũ cao cao vậy để trở thành đầu bếp. 14-15 tuổi là đã làm bếp, bắt đầu vô nghề rồi đó. Trước khi con đường Hoshi tới món Nhật á, là đi làm món Việt. Đó, cũng làm vài năm như vậy đó, trau dồi thêm. Tại vì trong món Nhật có rất là nhiều những kỹ năng phi lê rồi chế biến, đặc biệt đó là bảo quản, và đặc biệt hơn nữa là cái độ mà an toàn vệ sinh thực phẩm rất là sạch sẽ. Ngoài làm đầu bếp ra nha, thì anh còn là một người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Thì sắp tới Hoshi cũng có những cái dự án mà mình nỗ lực để làm ra những cái video hay hơn nữa cho tất cả mọi người, giúp mọi người có thể nấu ăn ngon hơn, tạo ra một cái sự ấm áp cho gia đình bằng những cái bữa ăn ngon, mời các thành viên gia đình. Cảm ơn anh Hoshi Fan ngày hôm nay đã mời tụi em ăn một bữa rất là ngon, rất là hoành tráng. Hoshi cũng dành một lời cảm ơn rất là chân thành tới chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn anh. Bye. Hy vọng là với cuộc trò chuyện vừa rồi rất dễ thương cùng đầu bếp Hoshi Fan sẽ gửi đến quý vị khán giả thêm những lý do để yêu hơn ẩm thực của đất nước Nhật Bản. Và quý vị nhớ khung giờ quen thuộc của chương trình vào lúc 11:50 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và sẽ được phát lại vào thứ 4, thứ 5 của tuần tiếp theo nhé. Và đừng quên like, comment, share và subscribe dành cho YouTube Việt Nam Đi Lạc Ghiền, HTV Entertainment và Facebook của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.